Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một cặp bò F1 nha các bạn. Một con F1, một con F1 lở nha các bạn. Đứng trước mặt bạn là con bò F1 nha các bạn. Bò này cao tầm 1m2 bò nè các bạn. Bơm 3B được 2 tầng các bạn. Chủ báo giá là 27 triệu 500 ngàn. Chân móng hoàn thiện các bạn. 4 vú đều. Đó, bò này thì cũng có xé tích nha các bạn. Xé tích cũng nghiêm chỉnh nha. Kệ đuôi lớn. Bò này ghép một bò sữa nha các bạn. Bơm 3B gần 2 tầng rồi, 27 triệu 500 ngàn. Còn con này là con ghép một lở nè các bạn. Ghép một lở thì chủ báo giá là 22 triệu. Cao 1m1 ngoài nha các bạn. Có đòn dốc nha. Chân móng hoàn thiện. Các bạn nào mà có nhu cầu muốn xài ghép một lở thì cứ liên hệ trực tiếp với mình nha các bạn. Chân móng sò các bạn không? Móng sò hoàn thiện. Con F1 cũng vậy các bạn, F1 chân móng sò hoàn thiện luôn. Bạn thấy không? Có đòn dốc nha. Bò này cao 1m2 bò các bạn. Có đòn dốc. Các bạn nào mà muốn tìm bò F1 để làm giống thì cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại mình comment trên video nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cặp bò này ra một lần nữa cho các bạn xem rõ hơn nha các bạn. Và mình xin báo giá là một lần nữa là con F1 đang đứng trước mặt mình á, là chủ báo giá là 27 triệu 500 ngàn. 500 ngàn. Và con kế bên á, con F1 lỡ á, là chủ báo giá là 22 triệu nha các bạn. Đó, mời các bạn cùng theo dõi video của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn like, chia sẻ, đăng ký, nhấn chuông để nhận những thông báo video mới nhất của mình. Để mình có thêm động lực làm nhiều video mới tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.